Điện máy phòng thủ, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thủ giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thủ để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thủ. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phòng thủ, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thông dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thủ cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thủ bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phòng thủ khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thủ mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thủ. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thủ. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thủ tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy phòng thủ, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phòng thủ, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thủ giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thủ để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thủ. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phòng thủ, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thông dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thủ cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thủ bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phòng thủ khuyến mại nhiều hơn.
mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phòng Thủ mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phòng Thủ. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phòng Thủ. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phòng Thủ tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977 033 309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977 033 309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch,
Giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phong thu, điểm vàng mùa hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông sính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phong thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phong thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phong thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phong thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977033309. Điện máy phong thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phong thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phong thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phong thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phong thu, điểm vàng mùa hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông sính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thông sính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phong thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phong thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phong thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phong thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977033309.
điện máy phong thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phong thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phong thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phong thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phong thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phong thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phong thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phong thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phong thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phong thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phong thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy phong thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phong thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phong thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phong thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phong thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phong thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thông xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chảo thông xính.
Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương.
Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại Điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến Điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại Điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại Điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, Điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại Điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn.
Nhanh chân đến điện máy Phòng Thù mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phòng Thù. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại.
Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun sửa tóc chỉ 1.000 đồng, chảo chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm sửa tóc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng tù cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng tù bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, phòng tù khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy phòng thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phòng thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phòng thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun sửa tóc chỉ 1.000 đồng, chảo chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm sửa tóc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, phòng thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy phòng thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Điện máy phòng thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phòng thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, phòng thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977 033 309. Điện máy phòng thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phòng thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy phòng thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chảo chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chảo chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng.
Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Tiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại, đổi cũ lấy mới, với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào chống dính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào chống dính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977033309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy Phong Thu.
chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc, điện máy phong thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phòng thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương. Điện thoại 0977033309. Điện máy phòng thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy phòng thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, điện máy phòng thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại điện máy phòng thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, 2 giải nhì, 2 bếp ga, 3 giải ba, 3 nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc, điện máy phòng thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phòng thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn.
chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại Điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977 033 309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, Điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại Điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua. Đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16h30, ấm đun siêu tốc chỉ 1.000 đồng, chào thống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm siêu tốc hoặc chào thống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy Phong Thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, Phong Thu bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Phong Thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến Điện máy Phong Thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại Điện máy Phong Thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại Điện máy Phong Thu. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977 033 309. Điện máy Phong Thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy Phong Thu, đại tiệc tri ân, trao quà từ thiện khuyến mãi cực lớn. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020, Điện máy Phong Thu giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga, không lo về giá. Đổi cũ lấy mới, mua hàng trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ đường 390, Cập Tiến, thành phố Hải Dương. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Phong Thu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại Điện máy Phong Thu. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, trao quà từ thiện, giao lưu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20 tháng 8 năm 2019 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị. Giải đặc biệt, một Smart TV 55 inch, giải nhất, một máy lọc nước cao cấp, hai giải nhì, hai bếp ga, ba giải ba, ba nồi cơm điện, 25 giải khuyến khích, mỗi giải một ấm đun siêu tốc. Điện máy Phong Thu, điểm vàng mua hàng khuyến mại. Đặc biệt, với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả các sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua.
đổi bếp từ cũ lấy bếp từ mới, nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện mới, đổi bếp ga cũ, đun nấu không an toàn, đỏ lửa, hao ga, lấy bếp ga mới siêu tiết kiệm và sang trọng hơn với giá chỉ 399.000 đồng. Đặc biệt, chương trình giờ vàng giá sốc vào lúc 16:30, ấm đun sửa tóc chỉ 1.000 đồng, chào chống xính chỉ 1.000 đồng. Vâng, chỉ 1.000 đồng trong khung giờ vàng, bạn đã sở hữu ngay một ấm sửa tóc hoặc chảo chống xính. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội mua máy lọc nước chỉ với giá 2.990.000 đồng, giá niêm yết 5.990.000 đồng. Điện máy phòng thu cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ, phòng thu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, phòng thu khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngay nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh chân đến điện máy phòng thu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại điện máy phòng thu. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại điện máy phòng thu. Hãy nhanh chân đến với điện máy phòng thu tại địa chỉ Cập Nhất, Tiên Tiến, Hải Dương, điện thoại 0977033309. Điện máy phòng thu, chất lượng tiên phong, giá rẻ dẫn đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.